Hi everyone, chào anh chị em. Today we're gonna cruise around Vinh Hải Market in Nha Trang City. Hôm nay mình sẽ đi đảo chợ Vĩnh Hải ở Nha Trang ha. Có mắm mà kêu là mắm súc. Mắm linh, mắm cá sặc, mắm nêm, mắm rút và giống mắm súc. Ở Nha Trang có bán còn hội không? Mắm súc là mấy cô ở mấy cái đó cô Yên mà bán cho trong mình làm gì có mà mắm súc gì anh. Ôi ơi vậy mà cái đó cô Yên như Nha Trang có đâu. Mà nói ở Nha Trang mình có mới gì Nha Trang. Có mắm súc đó đổ cô Yên cái con sò. Đúng rồi. Như người ta kêu hồ quê, kêu con ngao chứ thôi mà quê có bán cái đó nó bán trăm mấy ký à. Ngon lắm. Cái đó xúc bánh tráng à. Cái đó ổng nói là nước mắm. Nước mắm mà mình chấm té hấp đồ gì đó. Ngon lắm. Trời ơi, vậy Nha Trang cũng có hả? Không, cái đó anh chị ở Phú Yên mà mình làm gì có. Chưa chị, tại kêu đi á. Vô hỏi mắm đó trước. Chưa, ở mình không có đâu, chị có Phú Yên. Còn mình không bao giờ có, không ai có. Ông lúc đầu thì ông nói là mua mắm Huế. Sao ông nói là ở Nha Trang có bán khỏi cần. Không, anh đi mắm súc á, chị có đúng cái thằng Phú Yên có. Đâu có mắm súc. Sao nó không đem vô đây có bán không? Không, nó đâu có đem vô đây bán. Tại vì cái đó phải cho bán nhanh, bán lâu rồi nhanh chua. Cái đó anh để lâu thì nó sẽ bị chua. Ok. Bây giờ mình mua về đó để vài tháng cũng đâu có được đâu không? Không được. Ok, cái gì nói với ổng lại. Cái đó anh đi ăn nhanh cho cái mắm này nó nhanh chua lắm. Ok, cảm ơn chị. Chợ Vĩnh Hải. Nó có gì đâu. Quay chị luôn nha. Ok, cảm ơn chị hả? Dạ. Thank you.
À, chị có cái thuốc dán mà xanh xanh mà loại lớn không chị? Dạ. Thích cái loại màu xanh hơn. À, đây đúng rồi nè, loại màu xanh đây nè. Này là 15.000. 15.000. À. Một bị này là 5 miếng không? 5 miếng. 15.000. Ok. 15 5 cái này. Cái này làm ở đâu vậy chị? Dạ cái đó của Indo á. Indo. Ok. 15.000. Chị lấy em 10 vị đi. Thank you.
Thanks everyone for watching. Like, please share. And please subscribe to my channel to support me. Cảm ơn anh chị em đã xem kênh của mình. Thích xin vui lòng chia sẻ và đăng ký kênh mình để ủng hộ mình ha. Until next time, bye. Hy vọng gặp anh chị em lại nữa ha.